Xin chào anh em, Top Game lại quay trở lại rồi đây. Chỉ với smartphone có trong tay là bạn có thể trải nghiệm hàng trăm hàng ngàn tựa game khác nhau với đủ thể loại từ game offline đến game online cho nhiều người. Từ đó sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại bất cứ nơi đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn. Và nếu nhu cầu của bạn là những game multiplayer co-op, những game có thể hợp đồng tác chiến chơi chung với nhóm bạn của mình, thì thật may mắn là mình cũng vừa tìm ra được khá nhiều con game mới thú vị để cho bạn đổi gió bên cạnh những tựa game cũ và những game chơi cùng nhóm bạn sau đây. Toàn bộ sẽ đều là những game miễn phí mê toanh, chắc chắn sẽ mang đến là một cơ hội tốt để chúng ta có thể vui vẻ trò chuyện giải trí cùng nhau, có thể cùng với bạn bè chiến đấu và giành thắng lợi, hoặc cũng có thể tạo ra môi trường để những game thủ thi thố tài năng. Vậy nên bạn có thể tham khảo những cái tên game mới sau đây, hoặc là để lại một vài game thú vị khác mà bạn biết để giới thiệu cho mọi người cùng biết và chơi chung với nhé. Như vậy là eFootball 2024 đã được trình làng cho game thủ di động, sở hữu một số khía cạnh đáng chú ý, bao gồm nâng cao thông số cầu thủ, tăng cường sức mạnh đội hình, với chỉ số mới sẽ vượt giới hạn thông thường là 99. Ngoài ra, lối chơi của eFootball 2024 cũng được cải thiện. Tất cả thao tác tấn công, phòng thủ, bắt bóng đều sẽ được nâng cấp cho bản game lần này. Và để kiểm soát bóng tốt hơn hay là rê bóng trong không gian chật hẹp, bạn có thể thao tác nhanh chóng nhờ tốc độ phản hồi đã được cải thiện. Đã vậy, chúng còn có thêm tính năng mới là booster, cho phép bạn cải thiện hơn nữa kỹ năng của cầu thủ. Người dùng có thể nâng cao hiệu quả của Dream Team trên giới hạn thông thường, cho phép phát huy tối đa tiềm năng của mỗi thành viên trong nhóm. Và thật sự, eFootball bản game di động hiện nay thể hiện sự khác biệt rất lớn so với những tựa game bet trước đây của Konami. Tuy nhiên, vì không ra mắt chính thức trên kho ứng dụng của Việt Nam thì quả là một thiệt thòi to lớn cho game thủ Việt. Dù trên thị trường quốc tế, eFootball và EA Sports FC có vẻ là ngang nhau, nhưng ở Việt Nam thì có vẻ game bóng đá của EA vẫn được lòng rất nhiều game thủ hơn. Vương giả Vinh Diệu được xem là kim quốc dân tại thị trường Trung Quốc, không chỉ sở hữu lượng người chơi khổng lồ mà nó còn có cả một hệ sinh thái eSports vô cùng lớn mạnh, nhận được nhiều sự quan tâm của game thủ quốc tế, không thuộc kém gì Tốc Chiến hay là Liên Quân Mobile. Bản thân Tencent cũng không ngần ngại tung ra phiên bản quốc tế của Vương giả Vinh Diệu tại Brazil, chính là quốc gia đầu tiên vào tháng 3 năm nay. Và gần đây game còn mở cả phiên bản thử nghiệm không giới hạn, đặc biệt còn có thêm ngôn ngữ Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện. Và ở bản game này, bạn sẽ được cấp một lượng tiền và kim cương đủ để trải nghiệm toàn bộ tướng mà mình yêu mến, có thể mua sắm những skin đẹp mắt một cách thoải mái. Game có hơn 60 anh hùng lấy cảm hứng từ thần thoại lịch sử Trung Quốc, với mỗi nhân vật sẽ là một bộ kỹ năng riêng. Game đã không ngừng cải tiến và hoàn thiện để trở thành cái tên hợp lý nhất với trải nghiệm MOBA trên di động, tập trung vào cường độ cao, lối chơi mượt mà và chất lượng chiến thuật của mỗi ván đấu là rất cao. Vậy nên bên cạnh những cái tên game MOBA sừng sỏ khác trên di động thì Vương giả Vinh Diệu tiếng Việt cũng sẽ là một trong những cái tên đáng gờm trong tương lai. Contra Tournament cũng là sản phẩm game mới của Konami, sử dụng thương hiệu bản súng Contra, nhưng lại là game sinh tồn theo kiểu chạy bò Battle Royale. Vậy nên tham gia vào game, bạn sẽ được hóa thân thành những nhân vật quen thuộc, bước chân vào những trận chiến sinh tồn như là PUBG. Game phát triển với đồ họa 3D đẹp mắt, cùng phần chuyển động của nhân vật thể hiện mượt mà. Và với việc sở hữu lối chơi Battle Royale quen thuộc, nên mỗi trận đấu sẽ có tổng cộng 100 người chơi tham gia. Khi đó, nhiệm vụ của bạn là cố gắng sinh tồn, được bổ sung thêm những yếu tố vật phẩm và sử dụng kỹ năng của bản thân để chiến đấu. Trên hòn đảo này sẽ chia thành nhiều khu vực với nhiều loại địa hình, công trình kiến trúc khác nhau. Và ngoài việc quan tâm tới vòng bo hay là khu vực nhảy, thì người chơi cũng cần chú ý tới việc lựa chọn đặc vụ cũng như tiêu diệt chùm để thu lượm vật liệu đặc biệt, giúp nâng cấp đáng kể sức mạnh cho nhân vật của mình. Sau một thời gian dài chờ đợi thì cuối cùng Eki Party đã chính thức ra mắt tại thị trường châu Á, là game nhiều người chơi do NetEase phát hành trên nền tảng di động. Nó sở hữu đồ họa 3D cùng tạo hình nhân vật, là những quả trứng đáng yêu dễ thương.
tham gia hành trình vượt chướng ngại cùng những game thủ khác, thông qua rất nhiều mini game vui nhộn. Và với số người chơi mỗi game lên tới 32 người, bạn sẽ được trải qua nhiều vòng căng thẳng, và ai còn lại cuối cùng sẽ chính là quán quân của cuộc thi. Và thoạt nhìn có vẻ game khá giống Fall Guys, nhưng Eggy Party lại có nhiều trò chơi mới mẻ hơn. Đặc biệt với số tiền thưởng có được, bạn có thể mua sắm nhiều bộ trang phục đáng yêu, mỗi lần lên cấp lại có một số điểm tiềm năng để tăng tốc độ chạy hay là tốc độ lăn của nhân vật. Và nhìn chung sẽ là một game vui nhộn dành cho nhóm bạn cùng chơi. Và điểm trừ nho nhỏ là nó chưa phát hành chính thức tại Việt Nam. Bạn nếu muốn trải nghiệm sẽ cần tải file APK hoặc là đăng ký tài khoản Apple ở quốc gia khác như là Thái Lan. Được ví như là phiên bản đột kích trong lớp áo anime, vậy nên Firewater 2 sở hữu lối chơi rất hấp dẫn, cùng hiệu ứng chiến đấu đỉnh cao âm nhạc lôi cuốn. Game cũng đồng thời giới thiệu cả một hệ thống nâng cấp vũ khí tiên tiến và chiến thuật chơi game sáng tạo, mang lại trải nghiệm đấu súng mượt mà hơn cho game thủ. Đã vậy, game cũng không thiếu chế độ chơi, từ đặt bom bắn tỉa tầm xa đấu vũ khí cận chiến, hay là chế độ zombie để game thủ thỏa sức trải nghiệm. Ngoài ra nó còn có nhiều bản đồ thi đấu thiết kế chỉnh chu, được lấy cảm hứng rất nhiều từ CS:GO hay là Valorant. Game thủ có thể lập liên minh, gồm nhiều người chơi cùng nhau có những trận đấu súng đỉnh cao, chống lại kẻ thù và những vinh quang cho bục danh dự. Và một điều cũng cần phải nói tới là hệ thống vật phẩm đạo cụ chiến đấu phong phú, từ lựu đạn cháy, bom đóng băng, bom flash để che tầm nhìn, cùng với dụng cụ hồi sinh để cứu đồng đội, đều sẽ được cung cấp đầy đủ bên cạnh kho súng đa dạng, để game thủ có những chiến thuật phòng thủ tốt nhất cho mình. Đây là con game sẽ cung cấp một trải nghiệm bắn súng FPS rất thú vị, lấy cảm hứng rất nhiều từ thể loại Battlefield trên PC và console, cho phép người chơi lựa chọn một trong hai phe, sau đó tiêu diệt đối thủ trong từng map thi đấu, làm sao để đội của mình có số điểm hạ gục cao nhất. Và cũng khá giống như là Battlefield, con game này sẽ cung cấp nhiều phương tiện chiến đấu khác nhau, từ tàu chiến, máy bay, xe tăng và bản đồ huyền thoại. Bạn sẽ phải tận dụng địa hình làm lợi thế cho bản thân, tấn công kẻ thù và khẳng định quyền thống trị chiến lược. Và bên cạnh lối chơi độc đáo, game còn tạo ra những mô hình nhân vật cổ điển, có thể lựa chọn anh hùng theo mẫu có sẵn mà bạn yêu mến. Chưa kể game còn có rất nhiều vũ khí hoành tráng, từ thời Thế chiến thứ hai càng làm tăng thêm tính chân thật. Và bạn sẽ từ từ nâng cấp bổ sung phụ kiện, sẽ tạo lợi thế cho mỗi tình huống đối đầu khác nhau. Và chắc chắn sẽ là một lựa chọn sáng suốt của những game thủ yêu thích game bắn súng góc nhìn thứ nhất, với bối cảnh Thế chiến thứ hai hoành tráng. Với những ai đang đợi thông tin của game Cosm là sản phẩm MOBA tập hợp nhân vật nổi tiếng của những bộ manga anime đình đám, thì bất ngờ một thông tin đã được chính thức công bố gần đây là game chuẩn bị phát hành toàn khu vực Đông Nam Á với tên gọi mới sẽ là Sum of Sample. Theo đó, game là sản phẩm hợp tác của hai ông lớn, bao gồm Dina và Susa, là đơn vị nắm giữ phần lớn bản quyền manga anime hiện nay. Vì thế chắc chắn không chỉ nhân vật từ Dragon Ball, One Piece, Naruto hay là Demon Slayer, mà sẽ còn có thêm rất nhiều bộ truyện nổi tiếng khác sẽ được đưa vào trong con game này. Còn về phần lối chơi của nó, không có nhiều khác biệt so với tốc chiến hay là vương giả vinh diệu, nhưng cuộc chiến giờ đây sẽ gay cấn hơn nhiều. Đơn giản là vì mỗi tướng đều là nhân vật nổi tiếng với bộ kỹ năng độc đáo mà game thủ đã quen mặt. Sẽ có những tướng chuyên về sát thương hỗ trợ hay là phép thuật. Bạn có thể kết nối và chơi chung với bạn bè, từ đó tạo ra đội hình mạnh mẽ, cạnh tranh cùng nhau để đạt vị thế cao nhất cho bảng xếp hạng. Run. Run.
rồi. Last Impact Multiplayer lại là game sinh tồn với đề tài hậu tận thế, bao gồm rất nhiều hoạt động chơi online lẫn PvE vô cùng sôi động. Game có đồ họa 3D đi kèm góc nhìn từ trên xuống, cùng với tạo hình nhân vật tỏ ra chỉnh chu sắc nét, mô phỏng một thành phố hoang tàn khá sát với thực tế. Gameplay của nó có phần tương đồng với những game sinh tồn khác, là việc phải tự tìm lấy sự sống, từ xây nhà chế đồ thu lượm tài nguyên cho một thế giới nguy hiểm, có thể gom vật liệu để tạo ra nhiều loại vũ khí và trang bị khác nhau. Và sau khi đã tự tin về khả năng của mình, bạn sẽ được chọn một trong ba class nhân vật, tham gia cùng với hai game thủ khác, so tài trong những trận đấu với chùm zombie, hay là phân tài cao thấp với những game thủ khác và giành lấy vị trí top 1. Ở đây, những phó bản sandbox được làm khá chi tiết. Mỗi con quái tiêu diệt đều sẽ rơi ngẫu nhiên những trang bị, cũng như tài nguyên để chế tạo vũ khí cấp cao. Điều này sẽ thúc đẩy yếu tố cày cuốc trong game lên khá nhiều, vì bạn có thể thoải mái cày phó bản để kiếm trang bị, mà không sợ thua thiệt level hay là tài nguyên so với những game thủ đại gia khác trong game. Và như thường lệ, link tải game mình đã để sẵn bên dưới phần mô tả, vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, mình hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.